Chào tất cả các bạn, ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục làm clip reaction. Video gốc lần này sẽ là những lần phát triển về tạo hình của khủng long bạo chúa T-Rex từ trước tới nay. Cụ thể là từ năm 1918 đến năm 2022 trong tất cả các thể loại phim. Chúng ta bắt đầu xem nhé. Đây là kênh phim Core. Thì kênh này thì mình cũng đã làm một số video reaction rồi. Con bạo chúa đầu tiên xuất hiện trong bộ phim The Ghost of Slumber Mountain, nó cao 6m và 14m. Tiếp theo là T-Rex xuất hiện trong phim The Lost World. Vị trí thứ ba là con Meat-Eater xuất hiện trong bộ phim King Kong đầu tiên năm 1933. Cái đầu của nó tương đối giống một con thằn lằn. Cái đó là con xuất hiện trong bộ phim hoạt hình Fantasia của Disney. Trông nó khá là thô kệch, một cái đầu khá là vuông. Ngay bên cạnh là một con T-Rex giống thật hơn rất nhiều. Tuy nhiên chỉ giống thật trong clip này thôi, chứ còn con T-Rex trong phim thì khá là ô dề. Tiếp theo là một con khủng long vừa giống T-Rex vừa giống Allosaurus. Nó chỉ cao 3,57 m. Một con khủng long thập cẩm. Con khủng long bây giờ thì lại rất cao, cao đến 8 mét. Xuất hiện trong một bộ phim kết hợp giữa Mỹ và Nhật. Tiếp theo là con T-Rex xuất hiện trong bộ phim Viễn Tưởng năm 1978. Chúng ta thấy lớp da của nó nhìn như là cao su vậy. Còn đây là con robot T-Rex xuất hiện trong series hoạt hình The Transformers năm 1984. Nó biết cả phun lửa. Ở vị trí thứ 10 trong danh sách cũng là một bộ phim hoạt hình dài gần 10 phút. Con khủng long này có cái đầu tương đối thon và dài. Khá là ốm đói. Tiếp tục vẫn là một bộ phim hoạt hình của Mỹ vào năm 1988. Bây giờ thì sẽ trở lại với một bộ phim khoa học viễn tưởng, Carnotaurus. Nó không phải là Carnotaurus nhé. Khung cảnh quen thuộc. Và chúng ta đến với loạt phim huyền thoại Jurassic Park. Đây chính là con khủng long Rexy xuất hiện trong phần 1. Đồ họa lần này cực kỳ đẹp mắt và giống như thật. Theo mình phần 1 có lẽ là phần hay nhất tính đến nay trong toàn bộ lập phim. Điểm IMDb cũng rất cao. Bây giờ sẽ là phần 2. Đây là con khủng long được tên là Buck. Nó kết đôi với một con khủng long cái tên là Doe. Chúng cũng kịp sinh ra một bé khủng long con nữa. Cái đó là con khủng long trong bộ phim T-Rex Back to the Cretaceous. Con này được ưu ái cho thêm một vài quả trứng ở bên dưới. Cho nên chắc chắn đó là con cái. Còn đây là thanh niên xuất hiện trong Walking with Dinosaurs. Là một loạt phim tài liệu rất hay gồm 6 phần do BBC sản xuất. Tiếp theo cũng là một chương trình truyền hình đã chiếu trên kênh Discovery Channel. Đây là con Bo T-Rex xuất hiện trong công viên kỷ Jura 3. Nó đã bị Boss Pino hạ gục trong thời gian rất nhanh. Và đây là V-Rex, xuất hiện trong phim King Kong năm 2005, chỉ để làm nền cho công chúa. Nani? Đội hình của nó rất là đẹp. Đây là một con khủng long
nhìn như là đeo mắt kiếng vậy. Bộ xương T-Rex xuất hiện trong phim Đêm ở Viện Bảo tàng. Nhìn rất cao và gầy. Vì đói quá nên nó muốn ăn xương của chính mình cho đỡ đói. Mặc dù vậy cứng quá nên cũng không ăn được. Tiếp theo là con Grumpy xuất hiện trong phim Lands of the Lost năm 2009. Khủng long Mothma xuất hiện trong Kỷ Băng Hà 3. Nó có chiều cao ấn tượng đến 7,6 m. Đây là Tiny the T-Rex xuất hiện trong bộ phim hoạt hình Meet the Robinsons. Nhìn nó như là một con khủng long có vấn đề về trí tuệ. Class of the Dinosaurs là một series phim truyền hình nhỏ gồm 4 phần của kênh Discovery. Mặt của nó là mình gợi nhớ đến con Xenomorph. Tiếp tục là một series khủng long khác. Con khủng long này tối qua thức đêm hơi lâu, các bạn thông cảm. Tiếp theo là series Primeval năm 2011. Con khủng long này khá đẹp, giống thật. Có tiếng gầm cũng rất ấn tượng. Và đây là Boss Wangai đến từ phim Dino King phần 1. Một con khủng long rất mạnh, tàn ác và xảo quyệt. Đây là con Stumpy. Cái tên này có nghĩa là lùn nhưng đậm người. Xuất hiện trong bộ phim tài liệu Dinotasia. Đây là con Grimlock trong bộ phim Transformers phần 4. Robot nhưng mà có hình dạng T-Rex nên vẫn được cho vui. Khủng long Rexy đã trở lại trong thế giới khủng long năm 2015. Đây là khủng long Fang trong phim hoạt hình Primal. Một con khủng long rất mạnh và nhanh. Đây là con khủng long bạo chúa trong series 5 tập Prehistoric Planet năm 2022. Nó có phần hốc mắt rất nổi bật và tạo hình rất sát với thực tế. Đây là tạo hình giống thật nhất có thể. Cuối cùng là Rexy với tạo hình của năm 2022. Bộ phim Jurassic World Dominion sẽ công chiếu vào ngày 10 tháng 6 năm nay. Sắp đến rồi. Rexy vừa phá vỡ cánh cổng không gian. Mục đích của nó chắc là để kêu gọi mọi người đi xem cho đông đảo. Nếu không thì nó sẽ cắn cho vài phát. Ôi, video đến đây là hết. Các bạn thích phiên bản T-Rex nào nhất? Với mình thì chắc chắn sẽ là Rexy rồi. Con khủng long vừa đẹp, vừa mạnh, lại hay xuất hiện đúng lúc để làm vai phản anh hùng. Đây là một video animation rất hay. Và anh chàng chủ kênh Phim Core đã tính toán đo lường rất kỹ kích thước của những con khủng long đã xuất hiện. Một số phiên bản không thực sự là T-Rex, nhưng chúng vẫn sở hữu kích thước của T-Rex, tức là rất to lớn. Cũng như hồi đấy thì người ta không thực sự rành về khủng long lắm, nên dễ nhầm lẫn về tên gọi. Nói chung là anh chủ kênh đã nghiên cứu rất kỹ mới đưa những con khủng long này vào. Mình có đọc phần mô tả video này và biết được như vậy. Ok, clip reaction của mình cũng xin dừng lại tại đây. Sắp tới thì mình sẽ làm đồng thời các clip reaction cũng như clip battle để phục vụ được tối đa cho khán giả của kênh nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.